là để em kể cho anh chị nghe là trước khi mà cô giáo nghỉ sinh đó, nghỉ nghỉ sinh em bé đó thì mới chào cả lớp, nói là mấy con ơi, dạ nấy sắp tới đây nè, là ngày mai đó là cô phải nghỉ dạy rồi, là các em đó là phải nghe lời cô giáo mới nha, các em phải ngoan ngoãn nha, đứa nào cũng dạ, đứa nào cũng răm rắp hết trơn á, rồi đứa thì chúc cô sinh con trai nè, đứa xích chúc cô sinh con gái nè, đứa thì chúc cô sinh đôi, nói chung là đủ lời chúc hết mẹ trơn con vô này kia á. À đó đó, không còn có một đứa là nó lầm lì nó không chúc, để lì cái vậy ngộ vậy đó, mày mắc để cười cái đó lầm lì cô là ngày xưa lầm lì là tôi đó, tôi ở trong lớp lớp tôi lầm lì dữ lắm, cái thằng đừng này nó nói có, tôi nha. thằng này nó có vấn đề đó. À. Vậy cái cô mới hỏi nó, ủa sao bạn nam sao hôm nay bạn nam buồn vậy, không chúc cô gì hết trơn vậy, thì nói không chúc què gì hết. Cái Cô này đỏ tôi mặt, cũng có, tôi lầm lì với tôi có tiếp tục cô đỏ mặt hết trơn này, cô nói ủa sao kỳ vậy, bạn nam quạo với cô mà sao đi trả lời với cô vậy, thì nói mấy bạn nói chúc không đúng què gì hết. Sao rồi, này 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 biết hết rồi đó, à, nói sao này đi nghe biết nam, hết rồi đó. sao con kỳ vậy, nói mấy bạn chúc gì mà chúc sinh trai sinh gái lum mà không sinh con trai con gái không què gì hết. Nói ủa gì chứ không sinh con trai con gái thì sinh cái gì con, nói cô sinh cho con két á. Cô giáo đỏ mặt trơn à, ủa sao con nói gì kỳ vậy, sao con nói cô sinh con két, nói hôm bữa cô đi tiểu con thấy cái mỏ nó lòi ra. Kính thưa các cô chú và các anh chị thân mến, giờ đây thì Tuấn Vĩ và anh ca sĩ Chế Vinh và ca sĩ Thành Nguyên đang có mặt ở tại chỗ bến phà Sa Đéc á, phà Miễu Trắng chào quý để vị. Đi thăm những cái hoàn cảnh dưới này, thì đang còn chờ phà đó. Vâng ạ, kính chào quý vị. Còn đây người ngồi đằng sau đây nữa là người đẹp bà xã của anh Vinh. Thì hồi nãy thì anh Vinh cũng có kể cho nghe mấy câu chuyện rồi nhưng mà lại không có quay lại được, nên là giờ quay lại để nghe anh Vinh kể cho nó vui một số câu chuyện vui. Giờ mình đi trên công chuyện, trên đi xe thì có nhưng mà chuyện phải dân gian nó ghi rõ một xíu, đừng có kể chuyện thật ngoài đời quá nha, chết luôn. Thành Thành nhớ câu chuyện gì không? Anh nhớ nhiều không? Dạ em hát thì được chứ kể thì hơi khó. Rồi vậy thì để hồi nào Thành hát hai, nhân dịp đây thì anh hát là hát theo cái kiểu mà chế vậy đó, chế 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 à, vậy hả, hát em nghe coi. Nghe khoái nghe khoái là, nghe nói chế lên khoái rồi. Rồi Thành Nguyên sẽ hát cho quý vị nghe một ca khúc cái tựa đề ấy, thì đại chế thì nó không có tựa đề. À đúng rồi. Dạ thôi thì em quất luôn đi. Ngẫu hứng đó. Dạ. Nhà em có Audi dừng trước ngõ. Audi hả? Xe xe Audi phải không? À, Audi hả? Nhà em Audi. có Audi, Audi nó có dấu nặng. Nhưng mà em hát vậy cho nó vần. Rồi làm lại. Nhà em có Audi dừng trước anh làm em cười quá, trong không tôi làm lại đi cho nó câu thêm giờ đi. Nhà em có Audi dừng trước ngõ, hàng rào toàn là bững chai, có chó lai ai dám vào. Nhà anh cuối con đường ngoài ô, vánh thưa đèn dầu thắp, cướp giật thường vào ra. Tuổi em giống như hoa mới nở, vạn người thầm mong được đưa đón chân em. Xót xa anh chỉ có xe thô, lúc mòn phanh không có nên buộc vòng răng co.
đôi ta đưa đầu sông cuối ao, bao nhiêu cánh trở mình anh mong. Đôi khi muốn lẹn vào nhà em, thấy đời mình nhỏ nhói, nghĩ rồi không dám vào. Chiều nay được tin nàng cưới hỏi, một thằng giàu sang, sứt mũi nhưng lại lắm vàng. Còn anh sống cuộc đời nhà binh, cơm ăn ngày hai chén em không đành thì xa thôi. Cảm ơn quý vị. Để mình kể câu chuyện này. Trước khi kể chuyện thì chị giới thiệu về tên của mình cho mọi người biết ha. Chị tên là Thanh Sơn Ca. Ok chị. Dạ, Sơn Ca. Hôm nay đang chờ chuyến phà, mình kể câu chuyện cũng vui vui tí thôi. Ở công trình như thế này, ở cái miền xuôi á, miền xuôi có một cái lớp học á, ông thầy miền xuôi là tôi đấy. Đúng rồi, cái miền xuôi là mình là người miền ngược của thầy thì ở miền xuôi. Nói đừng rời dai tôi. Đi lên trên miền xuôi dùng. Á đi dạy cái tới ngày mà nghỉ hè á, tới ngày nghỉ hè cái thầy mới từ giã học sinh đang đưa về miền xuôi, đi về miền dưới. Rồi cứ miền xuôi đi rồi. Ok miền xuôi đi, cái thầy từ giã các học trò hết, từ giã hết, còn ông học em á, học trò đó cứ đứng chờ thầy đi khuất xa dần xa dần thầy đi. Cái bạn kia nói tại sao bạn cứ đứng đây hoài vậy, mình chờ thầy mình đi cho xa thật xa, chừng nào mà cái bóng dáng của thành này của thầy bằng con chó nhà mình rồi mình mới đi về nhà. Hết rồi, vậy là hết sao mình nói thầy cái thầy xa khuất dần nho nhỏ giống chó nhà mình. Trời ơi, đó người ta nói chị là quá vui nha, cái chuyện quá là hấp dẫn. Nhưng mà một câu nói vô tình người ta ví vô tình nhưng mà không ngờ là ví vô đúng cái người thầy. Thì quý vị nghe cái câu chuyện đó cũng là một không có ác ý cái gì, nhưng mà cái đó là câu chuyện có thật, thì cũng có thể là có thật. Có thật đó. Tại vì mình cái miền dân tộc thiểu số mà mấy em bé đó thật thà lắm, có gì thì nói nấy. Rồi nhân dịp á thì có câu chuyện liên quan đến học trò. Học trò nữa hả? Thì Tuấn Vĩ kể câu chuyện này cho anh chị nghe. Rồi nhớ lại tuổi ngày xưa rồi đó. Câu chuyện này là câu chuyện có thật luôn nha. Là để em kể cho anh chị nghe là trước khi mà cô giáo nghỉ sinh đó, nghỉ sinh em bé đó, thì mới chào cả lớp, nói là mấy con ơi, dạ, nãy sắp tới đây nè, là ngày mai đó là cô phải nghỉ dạy rồi, là các em đó là phải nghe lời cô giáo mới nha, các em phải ngoan ngoãn nha, đứa nào cũng dạ, đứa nào cũng răm rắp hết trơn á, rồi đứa thì chúc cô sinh con trai nè, đứa thì chúc cô sinh con gái nè, đứa thì chúc cô sinh đôi, nói chung là đủ lời chúc hết trơn á. Con vuông này kia đó. À đó. Không? Còn có một đứa là nó lầm lì, nó không chúc. Để cái ngộ vậy đó. Để cái cô lầm lì là ngày xưa lầm lì là tôi đó, tôi ở trong lớp tôi lầm lì dữ lắm. Cái thằng này nó tôi nha. Thằng này nó có vấn đề đó. Vậy cái cô mới hỏi nó, ủa sao bạn Nam sao hôm nay bạn Nam buồn vậy, không chúc cô gì hết trơn vậy? Không trúng què gì hết. Cô đỏ mặt có tôi làm lì với tôi muốn tiếp tục cô đỏ mặt hết trơn rồi, cô nói ủa sao kỳ vậy, bạn nam vào với cô mà sao đi trả lời với cô vậy, nên mấy bạn nói chút không đúng què gì hết. Sao rồi, này biết hết rồi đó. Nói sao thì Nam sao con kỳ vậy, nói mấy bạn chút gì mà chút sinh trai sinh gái lum mà không sinh con trai con gái không què gì hết. Nói ủa gì chứ không sinh con trai con gái thì sinh cái gì con, nói cô sinh cho con két á. Cô giáo đỏ mặt chân rồi, ủa sao con nói gì kỳ vậy, sao con nói cô sinh con két, nói hôm bữa cô đi tiểu con thấy cái mỏ nó lòi ra. cái gì mà xấu tôi không có nhận à. Đặt tên chú xấu rồi đâu. Chú Thành, dạ. Thành nói dần cái thằng nói chuyện cái thằng chú nói dần cái thằng chó. Thằng làm lì là thằng tôi. Nhưng mà bao cái chuyện phải tôi không có nhận. Mới
Chị ở gì mà nhận ba chuẩn bị cho mình. Chị đổi mặt. Quá dư quá. À, đây kính thưa quý vị, kính thưa quý vị, mấy anh em đang chờ để qua phà đây mà ngồi nói tám cái qua phà, ngồi nói chuyện để giết thời gian trong khi chờ qua phà đây, một cười té đá. Cái bên hồi đó có lầm lì thiệt, có cãi cô giáo nhưng mà không biết có rình cô giáo không, không có đâu, có rình không, cãi cô giáo là người thì kêu sinh trai, người thì kêu sinh gái, người thì kêu sinh đôi, người thì chúc mẹ tròn con vuông, tôi cãi lại là tôi chúc hết giống vậy đó. chứ bên hồi xưa đi học á là hay nhũng nhẽo lắm, hay nhũng nhẽo lắm, chừng nào mà cô giáo cho mà vú rồi mới chịu ngủ. Cô giáo cho mà vú rồi mới chịu ngủ. Cô giáo mẹ tôi mà ở nhà là cô giáo mà đến trường mà cũng là mẹ luôn đó, nó vậy đó. Thì câu chuyện nó vậy đó. À, cả nhà còn muốn nghe kể chuyện không? Nghe chứ. Nghe phà chưa qua sông mà. Để thì chưa có qua sông. Chưa có qua sông nên là Tuấn Vy kể thêm câu chuyện nữa ha. Câu chuyện này nó nói chung là cũng hơi cắt cớ hơn chút. Cắt cớ đó hả? Vui à, vui à. Nghe chưa, nghe cái tựa đề là biết ngon rồi đó. Nói chung là ở Việt Nam đó thì là hơi e ngại về cái chuyện là tế nhị này. Việt Nam đó hả? À, không, ý là Việt Nam thì hơi. Sao kể cái nước khác toàn Việt Nam không vậy? Thì em đang nói mà anh. Nghi chưa đi ra nước ngoài nè. À, nói em đang nói anh chưa có hiểu ý em. Ý okay. Là người Việt Nam á thì đang còn e ngại về cái chuyện tế nhị. À, còn ở nước ngoài đó thì là đôi khi ví dụ chẳng hạn như người ta âu yếm nhau này kia ở ngoài bãi biển này kia thì người ta không có e ngại. Anh hiểu ý em đang nói vấn đề đó. Rồi. Thì hôm đó có một sự việc xảy ra là thế này. Có ba thằng này, người ở Việt Nam qua bên nước ngoài về thấy mấy ông già này kia mà sao lớn đó, tuổi rồi đó. Sao trùng ở trên này cũng ba thằng rồi. À đó, đó. Thì lớn tuổi rồi mà đang còn ra ngoài bãi biển âu yếm này kia nhau đó. Thì ba thằng này nó rình. Nó rình có ông bà đó làm gì, nói chung là cũng già già cỡ bà Đặng này kia rồi đó. Bảy mấy rồi. À, bảy mấy. Ông bà đó giống như bà Đặng với ông Tùng vậy đó, lớn vậy đó. Rồi cái sáng mai thì ba thằng này quyết định là hỏi ông bà. Mới nói là ông bà ơi, con xin lỗi là tối hôm qua là tụi con rình ông bà. Nhưng mà tụi con ngưỡng mộ quá. Lý do sao mà ông hay quá mà cứ khoảng tiếng đồng hồ là ông cứ đi rửa một lần. Mà trong lúc đó là tụi con thanh niên vậy mà nói để mà đứa nào giỏi lắm thì đêm rửa có 2-3 lần là giỏi. Mà sao ông bà cứ một tiếng thôi đi rửa vậy? Thì ông mới trả lời á, nói có gì đâu, mấy con hiểu lầm rồi. Coi vậy chứ nằm ở ngoài biển này thì mấy con thì còn khỏe, còn trẻ thì nó khác. Còn bác đây thì đôi khi vậy chứ nó tờ quơ nó không trúng, nó dính cát bác đi rửa. Mắt kém phải không? Mắt kém đi chỗ đúng không? Nó tờ quơ, nó còn quơ, nó trúng cát không? Nó trẻ trôi. Trời ơi. Cái đâu có giỏi giang gì. Nó dính cát không? Cười không thì cái nói về cái câu chuyện này thì cái câu chuyện này cũng có nhiều người nghe rồi, nhưng mà hôm nay chị Vinh có thể nhắc lại có nhiều người được nghe. Thì ở cái ở ngoài quê Nghệ An nhà tôi thì có cái cầu Bến Thủy. Mà cầu Bến Thủy thì thường thường là lâu lâu cũng có người mà buồn phiền chuyện gia đình làm ăn này nọ kia, hoặc là bệnh tật rồi đó, họ muốn quên sang như đó. Đó, họ muốn quên sang nhà đó. Thì hôm đó là có một cái cô sinh viên nó cũng buồn chuyện tình, cô mới chạy ra đó, cô mới nhảy xuống sông để mà quên sinh. Thì trong lúc mà nhảy thì không ngờ là cái đúng cái dịp ở trên cầu rất là đông người đi qua lại, thì họ sẽ cô này cố chơi với dòng nước vậy đó. Thì mùa đông lạnh giá lắm thì không ai dám nhảy xuống hết á. Thì cái lan can cầu thì hồi xưa cầu Bến Thủy nó cũng cầu cũ ngày xưa, thì không biết có ai còn nhớ không, nó lan can nó thấp lắm, nó đến chừng khoảng đầu gối thôi.
thì rất là nhiều người đứng ở trên cứ ngó xuống. Thế tình cờ có một cái ông già ông mới nhảy xuống cứ ầm ở đâu á, rao xuống ở trên xuống cái ầm đấy, ông lơ ông mới vớt cô gái vô. Và một lát là phóng viên người ta tới, người ta phải phỏng vấn là tại sao cái động lực nào á mà một cụ già như thế này ở trên cầu, rất là nhiều nam thanh nữ tú và sức dài vai rộng như thế kia, to cao khỏe này nọ, tuổi trẻ mà xong nhảy xuống để mà vớt một cô gái người ta đang chơi với dòng nước như thế này, mà động lực nào lại khiến bác lại một mình thân già lao xuống để nhảy xuống mà cứu một cô gái. Ông này thì ông lại người xin lỗi là người bên ngoài, ông nói tiếng nghe cũng hơi khó nghe. Mẹ nó chứ cái động lực mẹ gì, cái thằng nào nó đứng đằng sau nó xem nó không có xem được, nó cho nó chen vào nó xem là sau ông cái òm xuống dưới thì ông vớt luôn. Câu chuyện này có thế thôi. Vậy là vô tình người ta hiểu. Vô tình suýt chết chứ không phải là cứu người ta nữa. Vô tình suýt chết à, không phải mà xuống phòng mà nhảy xuống mà cứu. À, đúng rồi, à, là câu chuyện là nó như vậy đó. Nói chung là mình lấy thì cái cầu Bến Thủy về thôi, thì đó một cái địa danh thôi, chẳng qua là không có ác ý gì, nhưng mà chế mình muốn để cho nó vui vui một tí, cho nên là đưa một cái chỗ đó thì thật ra thì cũng muốn ai mà đến đó mà quên sinh đâu đấy. À, mong cả nhà nghe thì cũng thông cảm nhé. Đầu chạy chậm quá chú Phật, cái này là phà dạ, mà phà nó không chạy nhanh đâu, nó không có chạy nhanh được. Phà nó giống như cái bắc á, ngày xưa là cái bắc Cần Thơ đó, cái động cơ của nó chạy chậm lắm. Rồi còn muốn nghe kể chuyện không? Mà Tuấn Vĩ kể cho các anh chị nghe thêm một câu chuyện ha. Làm sao mà đừng ướt quần được à? Tôi sắp ướt quần rồi đó. Có câu chuyện này á, là câu chuyện là bồ tộc ăn thịt người. Ghê không? Này, ghê. Tôi này, tôi ghê không? Tôi nghe câu chuyện ăn thịt sống rồi, giờ tôi ăn thịt người nữa. Thì một hôm đó có ba nhà thám hiểm mới đi vô một cái khu rừng rất là âm u và nguyên sinh. Giống Amazon. Đó, đúng rồi, rừng giống như rừng Amazon vậy đó. Tôi cũng coi trên phim thôi. Thì vô trong đó thì lại không may bị bộ tộc ăn thịt người nó bắt lại. Trời ơi, ba đứa này nó văng sinh mà nó sinh tới mức mà cái cuống họng là coi như bị sưng cái cuống họng lên luôn. Mà nói đủ kiểu hết trơn á, mà Ramadan rồi đó. Nói đủ kiểu mà nó không tha. Đứa thì nói tôi còn có mẹ già, nếu tôi chết thì mẹ già ở nhà cũng chết luôn. Đứa thì nói là con cái tôi, vợ tôi mới sinh này kia, rồi tôi không về, rồi không ai lo này kia rồi. Nói đủ kiểu mà cuối cùng cái thằng già làng, ông già làng đó, ông cũng không tha. Rồi cuối cùng ông còn ra điều kiện. Ông ra điều kiện nói thôi được rồi, tụi bay nói nhiều quá, bây giờ tụi bay ngon đó, thì chạy vô rừng, gặp trái gì hái trái đó về đây cho tao. Tụi bay muốn hái trái gì đó hái về đây, tôi ra điều kiện cho. Rồi cái ba đứa này là thấy có cơ hội rồi mừng quá, rồi cái chạy vô rừng gặp trái gì nó hái trái đó. Có một thằng hái được hai trái chôm chôm, rồi cái xách hai trái chôm chôm về. Rồi cái có một thằng nữa thì chạy vô rồi hái được hai trái ổi. Rồi cái thằng trái hái được hai trái ổi chạy về trước. Rồi cái khổ nổi á, không phải là hái trái về là nó tha, mà nó còn bắt nhét cái trái đó vô lồ đít. Nào hái trái to là chết. Thì đó có biết đâu, tưởng là hái được trái to là nó tha. Còn cực hơn là đó, thì đó cực hình nữa đó. Thì đó bởi vì nó mới ác cái chỗ đó đó. Đúng rồi. Đó thì thằng đầu tiên là trái ổi là chết. Đâu rồi? Thằng trái ổi là nhét không vô là nó lại chém chết. Đó. Rồi cuối cùng ba đứa nó chết xuống dưới âm phủ á, thì mới hỏi nhau nó mày hái trái gì mày chết mày. Nó tao hái trái ổi mày ơi, tao biết vậy tao hái trái ổi nhỏ thì nó cũng đỡ. Nhưng này tao dành trái bự tao hái. Rồi còn mượn về được ha. Đúng rồi, rồi hỏi thằng thứ hai nó mày hái trái gì. Nó tao hái được hai trái seri. Thằng đó vỗ đùi mà. Trời ơi sao trái seri mày để chết uổng quá vậy? Nói bà mẹ nó, mày biết tao hái hai trái seri nhưng mà tao vừa nhét được trái thứ nhất thì tao chuẩn bị nhét trái thứ hai á, thì là thấy thằng kia xách hai trái chôm chôm xách hai trái chôm chôm về, nên là tao nghĩ trong lòng cái mắc cười trái seri mà tao nhét còn không vô, mày xách hai trái chôm chôm về thì chết cha mày. Trời ơi chết. Tao thấy nó mắc cười, tao ngồi tao cười.
để cười xong rồi hết thời gian nó chém luôn. Thứ nhiều chuyện. Đúng rồi, cái thằng nó nhiều chuyện. Nhiều chuyện cũng chết. Cuối cùng cả ba đứa chết hết trơn. Rồi tới qua tới rồi. À, thưa quý vị, vậy chắc là Tuấn Vĩ xin phép được cúp máy để anh em đi công chuyện. Bữa nào có dịp thì kể chuyện nhiều hơn ha. Ok, đừng có ham trái bờ. Cái này bây giờ mới rút ra một cái kinh nghiệm rằng là cái gì to quá cũng không tốt. À không tốt. Đừng có ham trái bờ. Đừng có dài mà đừng có bự quá. Rồi thì mới chào quý vị nha. Cái nào to cũng chết.